Trong bóng đá, chúng ta từng chứng kiến rất nhiều tên tuổi lớn một thời rơi vào cảnh khánh kiệt vì đầu tư quá nhiều tiền ở một thời điểm nhất định, để rồi sau đó không thể chi trả nổi các khoản vay và chết yểu, lâm vào cảnh phá sản. Một ví dụ điển hình chính là Leeds United khi đội bóng này có một thời khuấy đảo Champions League và ngoại hạng Anh trước khi phải bán tống bán tháo hàng loạt ngôi sao và bị phá sản. Để giải quyết vấn đề ấy, Liên đoàn bóng đá châu Âu nhen nhóm dự luật mang tên luật công bằng tài chính dưới thời của chủ tịch Michel Platini. Ngay cả khi huyền thoại bóng đá Pháp bị bắt giam, FFP vẫn là kim chỉ nam dẫn lối cho UEFA dưới thời tân chủ tịch Alexander Seferin. Tuy nhiên, Financial Fair Play bị chỉ trích dữ dội trong nhiều năm qua khi các đội bóng lớn không thể chi tiêu mạnh tay, khiến các đội bóng nhỏ vì thế cũng phải dè sẻn hơn và ít có cơ hội bứt phá lên những tầm cao mới. Trong khi ấy, bộ luật này có nhiều kẽ hở, tới mức một số đội bóng có thể công khai lách luật mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Không phủ nhận luật công bằng tài chính xuất phát từ ý đồ tốt, nhưng nó cũng cần rất nhiều sự cải thiện sao cho phù hợp với thực tiễn. Mới đây, với tình hình Covid-19 phức tạp, thế giới bóng đá đòi hỏi luật công bằng tài chính cần có sự thay đổi và nới lỏng. Các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng nhìn ra điều đó và họ cầu viện tới giải pháp mang tên Salary Cap. Giải thích một cách đơn giản, các đội bóng sẽ bị giới hạn về số tiền có thể sử dụng để trả lương cho cầu thủ. Để tìm hiểu rõ hơn về Salary Cap, chúng ta đã có một minh chứng điển hình, đó là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với phiên bản Salary Cap mà UEFA đang đề xuất. Mỗi đội bóng sẽ có một quỹ lương riêng, chiếm 70% doanh thu của đội bóng đó. Nói cách khác, Liên đoàn bóng đá châu Âu vẫn muốn giữ nguyên tư tưởng chi ít hơn thu. Trong 11 năm qua, tinh thần của luật công bằng tài chính là buộc các đội bóng phải ít nhất hòa vốn trong vòng 3 năm tài chính và ý tưởng Salary Cap được đề xuất để phục vụ mục tiêu này. Tuy nhiên, cũng giống như NBA, các đội bóng nhà giàu, nhiều tiền hoàn toàn có thể chi tiêu vượt khung miễn là họ sẵn sàng đóng thuế. Khoản thuế này được đặt tên là Luxury Tax, tạm dịch là thuế xa xỉ. Các đội bóng được phép vượt qua quá 20% quỹ lương nhưng có thể phải trả cho Liên đoàn bóng đá châu Âu số tiền gấp rưỡi, gấp đôi so với con số vượt trần lương của họ. Salary Cap không phải là ý tưởng mới mẻ đối với bóng đá. Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha cũng đã áp dụng điều luật này trong vài năm qua, chỉ khác là không có chuyện được trả thuế xa xỉ. Với việc trần lương bị hạ thấp đáng kể về tình hình kinh tế khó khăn, Barcelona đã buộc phải để Lionel Messi chuyển sang Paris Saint-Germain. Chuyển sang bên kia bờ Đại Tây Dương, mọi giải đấu thể thao nhà nghề Mỹ đều đã áp dụng Salary Cap. Nhưng có những sự khác biệt rõ rệt. Các giải bóng trời và bóng bầu dục nhà nghề Mỹ áp dụng trần lương cứng giống hệt như La Liga, trong khi giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA lại có sự mềm dẻo nhất định trong quỹ lương, giống như ý tưởng mà UEFA đang đề xuất. Với những điểm tương đồng, 30 đội bóng NBA cũng chỉ được trả lương với một số tiền nhất định. Họ không được phép chi tiêu ít hơn 90% quỹ lương này để tránh các đội bóng cố tình thua cuộc nhằm giành các lựa chọn tốt hơn ở kỳ NBA Draft. Tuy nhiên, muốn tiêu nhiều hơn cũng chẳng xong vì chẳng có ai muốn một đội bóng hội tụ quá nhiều ngôi sao và áp đảo những câu lạc bộ còn lại. Đội bóng nào muốn đem về nhiều ngôi sao cùng một lúc sẽ phải trả một mức thuế lớn khủng khiếp. Lũy tiến không khác gì hóa đơn tiền điện nhà bạn, có thể gấp 3, gấp 4 lần so với con số mà họ vượt khung. Lấy ví dụ như Golden State Warriors ở mùa giải này, họ đã vượt trần lương tới hơn 40 triệu đô la Mỹ, nên phải trả thêm khoản thuế lên tới 180 triệu đô. Con số sẽ khiến bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng phải rùng mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nếu đội chủ sân Trey Sander vẫn còn tái phạm, họ sẽ phải tiếp tục trả thêm con số cao hơn nữa. Tuy nhiên, sự khác biệt của NBA nằm ở chỗ họ mềm dẻo hơn các giải đấu khác. Kể cả khi một đội bóng tiêu quá trần lương mà ban tổ chức quy định, vẫn có nhiều ngoại lệ để họ không phải nộp thuế, nhằm tăng tính cạnh tranh, tính giải trí cho giải đấu. Đó là lý do tại sao có tới 29 đội vượt qua mức trần lương 109 triệu đô la Mỹ ở mùa trước, nhưng chỉ có 10 đội phải nộp thuế cho ban tổ chức. Nói cách khác, nếu số tiền thực chi cho lương thường trừ đi số tiền ngoại lệ mà vẫn cao hơn mức trần lương thì đội bóng đó mới phải đóng thuế. Sau đây chúng ta sẽ tới với những ngoại lệ làm nên sự đặc biệt của NBA. Trước tiên hãy nói về ngoại lệ nổi tiếng nhất trong lịch sử có tên là Bird Year. Nó được đặt dựa trên hợp đồng của huyền thoại Larry Bird. Sau khi hết 3 năm của hợp đồng tân binh, Boston Celtics đề nghị một bản hợp đồng với mức lương cao nhất gọi là Max Contract nhằm giữ chân được cầu thủ xuất sắc nhất đội. Nhưng vào thời điểm đó, đội hình của Celtic có quá nhiều huyền thoại như Nate Archibald, Kevin McHale hay Robert Parrish. Những cầu thủ cũng xứng đáng với mức lương cao. Từ đó, ngoại lệ Larry Bird được hình thành. Ngoại lệ này chỉ dành cho những cầu thủ gắn bó ít nhất 3 năm với đội bóng đó. Chỉ khi đáp ứng được yêu cầu trên, việc gia hạn với mức lương làm lố quỹ lương mới được đồng ý. Ngoại lệ này giúp các đội bóng giữ chân những cầu thủ tài năng, đồng thời khuyến khích cầu thủ trung thành với một câu lạc bộ. Giả sử La Liga hay UEFA có ngoại lệ này, hẳn Messi đã không phải rời Barca trong nước mắt.
Ngoại lệ đáng kể tiếp theo mang tên gọi ngoại lệ trung cấp. Cứ mỗi kỳ chuyển nhượng, một đội bóng được quyền lựa một cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng tự do, ký với cầu thủ này với mức lương sao cho quỹ lương tổng vượt mức 8 triệu, tương đương hơn 8 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoại lệ này còn quy định, chỉ khi câu lạc bộ không còn hợp đồng nào với cầu thủ thuộc ngoại lệ trung cấp thì mới có quyền áp dụng ngoại lệ này để ký với một cầu thủ mới. Ví dụ đội Denver lựa chọn Paul Millsap để áp dụng ngoại lệ này, ký với anh ta hợp đồng 4 năm, tức là trong thời gian Millsap khoác áo Denver, Denver không được áp dụng ngoại lệ này với bất kỳ ai khác. Tiếp theo là ngoại lệ tân binh. Ngoại lệ này cho phép câu lạc bộ ký hợp đồng với những tân binh vòng 1 với mức lương tối đa cho một tân binh, bất chấp hợp đồng đó tạo ra mức vượt quỹ lương. Đương nhiên, vẫn sẽ bị đánh thuế. Ngoại lệ này thường rất ít được sử dụng vì cầu thủ tân binh luôn là một canh bạc. Không đội nào dám hy sinh quỹ lương để trả cho cầu thủ trẻ chưa chứng minh được gì cả, trừ khi anh ta là thần đồng bóng rổ cỡ LeBron James hay là Zion Williamson. Một ngoại lệ khác cũng khá thường xuyên được áp dụng là ngoại lệ lương tối thiểu. Nếu một câu lạc bộ đã chạm tới mức cao nhất của quỹ lương nhưng không đủ con số 12 người trong danh sách đăng ký thi đấu, NBA cho họ quyền ký với cầu thủ tự do với mức lương tối thiểu dù cho hợp đồng đó làm vượt mức quỹ lương. Mức lương tối thiểu hiện tại đang là 898.000 đô la Mỹ một mùa. Vẫn còn không ít ngoại lệ nữa về quỹ lương, khiến cho các vị giám đốc mỗi khi phải tính toán về lương thưởng, đàm phán hợp đồng thì cũng không khác mấy việc đi thi Olympic toán học. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, những ngoại lệ này chỉ giúp cho giải đấu thêm phần hấp dẫn, còn quỹ lương thì đảm bảo sự công bằng trong cạnh tranh tại NBA. Nói rõ ràng khác hẳn với tinh thần mà Liên đoàn bóng đá châu Âu hướng tới, đó là một môi trường tài chính khỏe mạnh. UEFA đang coi salary cap như một công cụ để khiến các câu lạc bộ không thể chi vượt quá thu. Nhưng NBA không làm vậy, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ có được sự an toàn về mặt tài chính nhờ chính thể thức của họ. Khi 30 đội bóng đối đầu với nhau trong một bong bóng khép kín, không có bất cứ đội bóng nào xuống hạng, qua đó giảm thiểu tối đa những rủi ro về mặt tài chính. Đó là lý do tại sao Golden State Warriors trả hơn 45 triệu đô la cho Steph Curry trong một mùa giải mà không phải lo phá sản. Còn Barcelona phải năn nỉ Lionel Messi giảm một nửa lương mà cũng không thể giữ chân siêu sao người Argentina. Đó cũng là lý do NBA vẫn có thể tăng quỹ lương đều ngay trong khoảng thời gian dịch bệnh. Còn các câu lạc bộ châu Âu vẫn phải vận động cầu thủ giảm thu nhập. Nếu có một ai đó đang thực sự nghĩ tới việc tăng nguồn thu giúp các câu lạc bộ sống sót qua quãng thời gian kinh tế khó khăn, đó hẳn phải là Florentino Perez với ý tưởng Super League. UEFA sẽ cần phải nghiên cứu và họp bàn thật kỹ về salary cap trước khi đưa nó vào thực tiễn. Và kể cả khi có sự đồng tình của các thành viên, chưa chắc Liên đoàn bóng đá châu Âu đã có thể vận dụng ý tưởng này một cách hiệu quả. Dẫu vậy, dù sao điều luật của UEFA cũng mang tên là luật công bằng tài chính, chứ không phải một cái tên nào khác mang hàm ý giúp đỡ các đội bóng đứng trên bờ vực khủng hoảng.